Bảo tàng đầu tiên mà Tùng Chư đưa các bạn đến đó chính là Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều để chúng ta trải nghiệm. Bảo tàng được thiết kế năm 1929 và được hoàn thiện thi công vào năm 1934. Để hoàn thiện cơ sở vật chất và hiện vật thì đến mãi cuối tháng 5 năm 1989, bảo tàng mới chính thức mở cửa để phục vụ khách tham quan. Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 3 tầng lầu với 2 dãy nhà dọc và 2 dãy nhà ngang nằm đan đối khép kín, tạo thành lối kiến trúc giếng trời ngay giữa tòa nhà. Chủ của bảo tàng này là một thương gia người gốc Hoa tên là Hứa Bổng Hòa, mà mọi người hay gọi là chú Hỏa. Ông là một trong 4 người giàu nhất Sài Gòn xưa mà mọi người hay gọi là Nhất Sĩ, Nhì Phương, Tam Sường, Tứ Hỏa. Tòa nhà được xây dựng theo lối phong cách kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và là công trình kiến trúc đầu tiên đưa thang máy áp dụng vào kiến trúc của tòa nhà. Phần cửa chính được thiết kế hình vòm, ở trên có gắn hoa văn bằng sắt, đi cùng các ô cửa sổ có hoa văn mang đậm phong cách nghệ thuật châu Âu và sàn được lát bằng gạch bông riêng và cầu thang được lát bằng đá cẩm thạch. Cho đến nay, bảo tàng đã có hơn 21.000 hiện vật được phân chia thành những bộ sưu tập quý giá với nhiều chất liệu khác nhau. Hiện vật của bảo tàng được chia thành hai mảng chính: mỹ thuật cổ, đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống và mỹ thuật đương đại với những bộ sưu tập quý qua các thời kỳ khác nhau, phản ánh những nét đặc trưng cơ bản của mỹ thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ. Tùng đang có mặt ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi được bình chọn là nằm trong top 10 bảo tàng hấp dẫn nhất thế giới trên trang web TripAdvisor. Bảo tàng có một bộ sưu tập rất phong phú với vô cùng nhiều những hiện vật như pháo, xe tăng, máy bay, bom và tàu chiến. Trong chuỗi hoạt động của bảo tàng thì có hai chuyên đề chính mà Tùng Chiêu quan tâm, đó là những sự thật lịch sử và thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến. Chuyên đề những sự thật lịch sử có tất cả 66 ảnh, 20 tài liệu, 153 hiện vật nói về quá trình thực dân Pháp và quân đội Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong chuyên đề thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến nói về sự ủng hộ của nhân dân các nước yêu hòa bình, trong đó có quân và dân Mỹ đã giúp đỡ Việt Nam. Bây giờ Tùng Chiêu tạm thời dừng tour tham quan bảo tàng ở đây và chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Hãy đi theo Tùng Chiêu nha. Xin chào các bạn, Tùng Chiêu đã trở lại rồi đây. Hiện tại Tùng Chiêu đang đứng tại nhà hàng The Oz Not Only Oz. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp một nhân vật khách mời rất là đặc biệt và sẽ cùng nhau trải nghiệm những cái món ăn cũng như là không gian của nhà hàng nha. Chiêu đã biết anh Ngô Thanh Hòa từ rất lâu rồi mà hôm nay mới được gặp và được anh Ngô Thanh Hòa chế biến cho hai món ăn nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cảm ơn em. Dạ, anh Hòa ơi, anh có thể cho em biết một chút về cái tên nhà hàng của mình không? Thì The Ox á, anh và một cái bạn co-founder sinh ra vào cái năm con trâu. Rất là dễ nhớ. Cách nhau một con dài đó, rất là dễ nhớ. Yeah. Thì đến đây không phải ăn món Việt Nam không, mà ăn món Việt Nam hiện đại. Đến đây để thưởng thức trải nghiệm mới về không gian bếp mở, về trần cao, bước vào một không gian giống như là một cái nhà xưởng. Thì đó là một những cái mà rất tâm huyết. Khi em bước vào nhà hàng á, khi ngồi ăn thì mình có thể nhìn vào gian bếp và thấy đầu bếp và các cái nhân viên đang chuẩn bị món ăn cho mình. Cái cảm giác giống như là mình được chăm sóc rất là kỹ, tạo cho cái cảm giác của mình khi mà mình ăn món ăn nó rất là ngon và rất là an tâm. Khi mà người khách hàng đến mà thấy nhân viên bếp đang chuẩn bị những món ăn cho mình, đó là cái sự tương tác bằng hình ảnh, bằng cái ánh nhìn, làm cho cái người khách hàng cũng rất là thích. Cái món đầu tiên nhất á, đó là anh gọi thì là món mình gọi là salad hay là gỏi. Nhưng mà em cũng biết thường là gỏi Việt Nam mình là trộn rồi mình. Dạ đúng, mà thường là bỏ hết rau, đúng rồi, xong rồi bóp đó, cho nó thấm vào gia vị thì mới gọi là gỏi. Ở đây thì anh dùng mình thấy em có phần sốt ở phía dưới màu xanh xanh đúng không? Rồi có tôm, rồi có thêm bưởi, rồi có thêm cơm dừa và rau mùi. Thì
cái xanh, cái sốt xanh xanh đó là anh kết hợp, em biết là ở miền Trung mình lá é, có tí tô, ngò rí, có húng lủi, có rau bạc hà nữa, đặc biệt nữa là có thêm phần ớt xanh kết hợp với tôm rất là tuyệt vời. Kết hợp với đây phần bưởi là cơm dừa nữa, có độ béo nhẹ. Ngoài ra thì anh có kết hợp một ít dầu đấm đen đó. Thì khi mà ăn món này thì bắt buộc mình phải trộn đều lên để mình có những cái hương vị nó hòa quyện với nhau. Đó là cái món gỏi. Cừu thì đối với anh phải mất khoảng thời gian rất là dài để mà anh có thể thưởng thức được cái vị vị cừu của nó, cái vị nó rất là nồng, nó đặc biệt. Về Việt Nam thì em biết rồi, thứ nhất là những năm trước đây thì cừu cũng phải là không phải phổ biến. Thì anh nghĩ tại sao mình không thử cừu đưa vào trong thực đơn của nhà hàng. Nhưng mà anh có nhớ một cái, anh mới suy nghĩ ra một cái nguyên liệu có thể làm cân đối cái vị đặc biệt của cừu, đó là cái phần chao. Thì nghe nó ra thì ai cũng rất là bất ngờ. Cừu ăn với chao. Đúng rồi, thì anh cứ nhớ câu chuyện là cái hương vị là chao, nấu vịt nấu chao, rồi khi dê cũng nấu với chao. Thì anh nghĩ wow. Tại sao cừu lại không thể? Đúng rồi. Ở Việt Nam mình có lá bạc hà nữa, thì anh mới nghĩ là tại sao mình không có kết hợp cái lá bạc hà vào trong cái nước sốt của mình và kết hợp với chao. Thì khi anh đưa tất cả, anh cũng dùng rau mùi kết hợp với nấm, kết hợp với lại tỏi với hành để mình làm xay lên thành cái nước sốt. Khi mà mọi người đã thưởng thức xong cái món cừu thì thành nó là wow. Em cũng muốn thưởng thức ngay bây giờ. Là thôi, để giờ em nghĩ cơm thôi là nói mãi là như cũng là em sẽ không biết là như thế nào mà nó anh Hòa toàn là khen có thích cái món cừu không, đúng không? Nhưng mà thêm nữa thì ngoài cái phần sốt sốt ra thì anh có thêm cái phần salad. Thì em biết rồi, anh dùng cà rốt kết hợp với lại rau tên lửa, quy dền kết hợp với lại củ hồi, cái trắng trắng thì mọi người nghĩ là hành, nhưng không phải, nó là củ hồi rất là ngon, rất là đặc biệt. Và có thêm ít hạt dẻ cười với lại thịt gừng nữa. Thì tất cả những nguyên liệu mà anh đưa vào trong cái món này, anh muốn làm sao là mọi người cảm nhận được cái vị cừu nó cũng không phải quá nồng. Và khi thưởng thức thì anh cũng mong rằng là mọi người sẽ có một cái nhìn khác hơn về cái cừu bây giờ so với hồi trước đây. Thật ra là thế hệ trẻ tụi em bây giờ rất là thích khám phá những cái điều mới. Mà những gì mà dựa trên cái truyền thống văn hóa của dân tộc mà được làm mới lại thì càng cuốn hút tụi em tìm hiểu thêm. Thôi để cho Tùng thưởng thức. Không là coi như là nó sẽ mất đi cảm giác, đúng không? Em hồi em muốn ăn lắm, em cảm ơn Hòa rất nhiều. Dạ, rồi cho anh em. Bây giờ là cái giây phút hạnh phúc nhất đây. Đầu tiên chắc sẽ ăn món gỏi để xem cái hương vị nó như thế nào nha. Rồi mình quậy cái đĩa xong rồi nó tài quầy rồi nó hết đẹp ngay lúc đầu rồi. Thôi nhưng mà đã ăn mà. Thịt tôm rất là chắc, rất là giòn và rất là ngọt. Bưởi thì nó cho một cái độ chua rất là thanh. Và cái lá é nó thơm, cực kỳ thơm luôn. Anh Nguyên Phim đang thèm lắm á. Bây giờ Tùng Chiêu sẽ thưởng thức cái món sườn cừu nướng ăn với sốt chao. Mình cắt thử nha, mình cắt thử một ngang một miếng sườn cho mọi người thấy nha. Ăn với củ hồi để cắt ra. Đây là một cái món ăn Việt đương đại. Thịt cừu là một trong những món cực kỳ khó chế biến. Những cái đồ ăn, những cái nguyên liệu trên đĩa này là đều ăn được hết, tại vì phải kết hợp với nhau ăn thì nó mới ra được trọn vẹn hương vị của cái món ăn này. Cái vị hậu của cái rượu vang nó làm cho cái miếng cừu trong miệng của mình nó ngọt hơn đó các bạn. Bây giờ Tùng Chiêu sẽ review cái menu của nhà hàng để cho mọi người biết và có thể đến đây nha. Cái món ăn của mình chỉ dao động khoảng từ 80.000 cho đến khoảng 800.000. Nhà hàng còn có menu theo mùa nữa. Cái menu này là sẽ thay đổi linh hoạt, còn có món chay nữa. Một cái menu rất là hợp lý. Hy vọng nhà hàng The Oz Not Only Oz sẽ là một cái điểm đến quen thuộc của các bạn khi mà lựa chọn một cái bữa ăn tối hoặc một bữa ăn trưa sang trọng, nhưng mà với giá cả phải chăng và chất lượng món ăn thì số 1. Sài Gòn là vậy đó, luôn luôn phát triển và năng động.
Nhưng dựa trên những cái giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử lâu đời của dân tộc, ở tập này Tùng đã dẫn các bạn tham quan những cái địa điểm và những cái nhà hàng để các bạn có thể hiểu được cái câu chuyện về văn hóa Việt Nam là như thế nào. Hãy chia sẻ link của tập để lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến các bạn bè của mình. Hãy nhấn subscribe và nhấn chuông để theo dõi những cái thông tin tiếp theo của Tùng trong những cái tập tới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại. Ăn tiếp. Ở tập tiếp theo, Tùng Chiêu sẽ cùng mọi người khám phá về văn hóa người Hoa ở Sài Gòn cùng một nền ẩm thực vô cùng đặc sắc và hấp dẫn. Đồng hành với Tùng Chiêu trong tập này chính là vị khách mời vô cùng nổi tiếng với các bản hit đình đám Nhớ Người Hay Nhớ, Chân Ái, Tình Nhân Ơi, Người Lạ Ơi, chính là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Cùng đón xem vào thứ 6, 14 tháng 5 năm 2021, lúc 19:15 nhé. Khoa chỉ giới thiệu tôi chứ hôm nay Khoa không trả tiền đâu nha.